đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Bảo Ngọc đẹp bá cháy, đỏ sắc với đương kim Miss Intercontinental, đúng chất bên chính bên 10. Đương kim Miss Intercontinental 2021 Cinderella Faye Obenita đã thực hiện bộ ảnh với Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng concept Ai Cập vô cùng ấn tượng. Trước khi đem chuông đánh sứ người tại Ấn Độ vào tháng 10 năm nay, Á hậu Bảo Ngọc khiến netizen ngỡ ngàng khi vừa tung bộ ảnh đầy quyền lực của Miss Intercontinental 2021 bên cạnh kiến trúc kim tự tháp Ai Cập. Việc cả hai người đẹp đứng chung một khung hình khiến nhiều người không khỏi yêu thích khi chứng kiến màn đỏ sắc 1910 của cặp đôi. Trong concept này, Bảo Ngọc khoác lên mình một thiết kế âm sát qua những đường cong nóng bỏng. Đỏ sắc cùng mỹ nhân Philippines Miss Intercontinental 2021, Bảo Ngọc thể hiện sự tự tin cùng phong thái quyến rũ. Cả hai như hóa thân thành nữ hoàng đại quyền lực với kiến trúc mang đậm hơi thở Ai Cập. Đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Miss World Việt Nam 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được biết là một cô gái tài sắc vẹn toàn khi không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp mà còn biết đến với học thức nổi bật. Sau hơn một tháng đăng quang, Bảo Ngọc giành được nhiều tình cảm từ người hâm mộ bởi tính giản dị dễ gần. Trở thành Miss Intercontinental Việt Nam 2022, Bảo Ngọc đang rất mong chờ lập nên thành tích mới trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Nàng hậu sẽ lên đường sang Ai Cập vào ngày 25 tháng 9 trong bộ ảnh mới. Nhan sắc Bảo Ngọc ngày càng thăng hạng, chắc chắn sẽ là một đối thủ mạnh tại Miss Intercontinental 2022. Việt Nam vẫn chưa chiến thắng Hoa hậu Liên lục địa. Với tiềm năng sẵn có, Bảo Ngọc có thể giật được cú đúp thành công tại mùa giải năm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.